sáng hôm nay chúng tôi sẽ trực tiếp buổi chữa bệnh thần kinh tọa, và mọi người sẽ theo dõi điều trị thần kinh tọa tập thể. Tất cả các học viên là sẽ được là chữa cho nhau. Xin mời mọi người theo dõi. Và đây là cái buổi chữa thần kinh tọa tập thể. Được không? Anh Thái đừng có nói micro đấy nha. Rồi. Khi nào ra lệnh thì mới dùng micro chứ đừng có nói riêng. Tay bên này rồi thì qua tay bên kia cũng 4 năm nữa. Các bạn đang theo dõi trực tiếp buổi chữa bệnh thần kinh tọa của các học viên mê bệnh Úc Đại Lợi. Quan trọng nhất để mà có thể chữa đủ tất cả các bệnh thì còn ở trên là một bề mặt tay hai bên, tức là bội, ở dưới là cái bên này giữ đó. Thì bây giờ bấm chân ngũ bội tâm kinh chân, bây giờ ngũ bội tâm kinh chân, bây giờ trở chân lên đó, mé ngoài là bội, mé trong là tinh đó, bây giờ trở chân lên, cởi dài ra, cởi dài cởi giới ra, cởi dài cởi giới ra, luôn luôn cái chân phải cong lên chứ không có thẳng, chân không thẳng, hồi sức cơ lúc, hồi sức cơ cái chân luôn luôn phải cong lên, cong lên, cong lên chút, đó, cái chân phải cong lên chút, đó, không, giờ cứ gì để cái gì
rồi tới cái chân để lên đó như vậy đi đó để lên ngồi xếp vô đây ngồi xếp vô đúng thấy đúng dạ anh biết rồi đúng rồi rồi, rồi tới cái chân cứ như làm đi sao khỏi đi từ từ rồi từ từ để xếp đó rồi anh coi gì này rồi bây giờ bắt đầu ngón út từ ngón út đó mình đi tìm cái khớp xương giữa cái lóng cái ngón chân và cái khớp xương đây anh để lên đây đó thì giữa hai cái bập một cái ở trên mà bập 5 lần như vậy mình mới kêu là ngủ bụi 5 lần 5 lần ngón út xong rồi ba ngón áp út 5 lần rồi xong rồi ba ngón giữa 5 lần làm 3 lần như vậy làm chân bên trái xong rồi làm chân bên phải rồi làm 3 lần như vậy
Khánh Thành. Hai ngón hả? Thật, thật rồi. Vậy cái ngày cân xanh nè, đó, ừ, ừ. Thì trước nó cũng bộ trước, rồi xong rồi một tôi sẽ chỉ hấp kinh. Đúng rồi đó, dạ. Bây giờ Khánh cũng bộ trước đi. Thực bấm ngu hội tam kinh sướng quá. Nó anh chị hướng dẫn tôi đừng có bấm cho mẹ. Hướng dẫn cho mọi người làm đi. Kia kia anh gì kìa. Không có. Anh Minh cái gì. Đừng có bấm. Anh không có bấm. Không. Phải làm riêng cho em. Ở đây có gì nữa. Tâm tình rồi. Chờ đi làm việc này. Không. Nhưng mà có bấm. Thôi đi hướng dẫn cho mọi người đi. Ở đầu bên đây nhiều người chưa làm được nè, nó Minh qua đây nè. Anh Minh qua. Thôi thôi. Sao? Bấm thấy đã không? Bắt đầu sang chân này. Đã. Đã. Chị nhớ cách không? Dạ. Thế nào? Đau quá. Đau không? Đau. Bấm chân nhé. Dạ, mới bấm chân vừa xong. Dạ. Đau quá. Rồi, bây giờ chúng ta đã theo dõi phần 1, chuẩn bị chút xíu nữa chúng tôi sẽ cho trực tiếp cái phần 2, tức là phần ép chân và quay chân. Xin chào, xin mời mọi người là tiếp tục theo dõi phần 2 ở trong vài phút.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm.